trong cái việc học của cái thập kỷ Liên Thanh này, nó có một cái tính mà đổi mới lớn ghê lắm. Là cái đổi mới ở chỗ nào? Việc mà học cái chương trình này á, thì tôi cho rằng ai có may mắn thì mình đến gặp ở đây. Ai có duyên, nhân duyên đầy đủ. Tại vì tôi thì tôi làm trong ngành y nay cũng chắc cũng mấy chục năm rồi, chắc cũng trên trên 40 năm rồi. Mà tôi làm đông y, có tây y, có thuốc châm cứu, rồi có thuốc đủ các thứ, rồi qua học ở bên Tây về homeopathy, về medicine energetic, nói chung là đủ hết. Nhưng mà chưa có cái gì mà làm cho tôi được thuyết phục bằng phương pháp này. Tất nhiên là nó không phải là nó chữa bệnh được tất cả, nó chỉ chữa bệnh một cái lĩnh vực nào thôi. Nhưng mà ý nói là nó là một cái phương pháp có tính chất là cơ bản nhất. Là giãn được mao mạch nội tạng, giãn được mao mạch ngoại vi. Do đó là cái việc mà nó giúp cho đời là rất là lớn. Vì sao giúp cho đời được là tại vì thời gian học của mình cho rằng là học lớp căn bản rồi học lớp chuyên sâu thì chỉ mất trong vòng có 10 ngày thôi. Tất nhiên là mình phải rèn luyện và phải tôi luyện được nhiều lâu thì mình mới giỏi được. Nhưng mà ít nhất là cái cơ bản đó cũng giúp được cho bản thân mình một chút và giúp cho gia đình mình. Do đó là mình có cái cơ may, có cái nhân duyên để chúng ta được gặp nhau ở đây. Điều đó là cái điều kỳ diệu. Và tôi cứ mỗi lần tôi thấy ai mà đến học tôi mừng lắm. Tại vì là mọi người hiểu rồi, phải đi học đi, chứ đừng có chờ đợi người khác. Bởi vì ở trong cái việc học của cái thập kỷ Liên Thanh này, nó có một cái tính mà đổi mới lớn ghê lắm. Là cái đổi mới ở chỗ nào? Đổi mới là để cho con người ta không suy nghĩ lệ thuộc vào những người khác. Bởi vì từ trước đến nay mình là thường xuyên lệ thuộc vào người khác. Có nghĩa là gì? Mình nghĩ là mình có làm việc, mình có tiền, rồi mình có của, rồi mình lấy cái tiền của đó mình đánh đổi sức khỏe cho mình. Cái điều đó là sai lầm. Cái điều đó là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì mình phó mặc cái tính mạng mình, mà mình phó mặc cái sức khỏe mình cho cái người ta muốn làm gì ta làm mà mình không biết gì. Do đó ở đây là dạy cho mọi người hiểu được cái bệnh tật là gì ở trong một cái phạm vi mặc dù là nhỏ hẹp, nhưng cũng giúp cho mình có khái niệm, giúp cho mình biết phòng ngừa, giúp cho mình biết điều chỉnh những cái gì trục trặc ở trong cơ thể mình mà không bị lệ thuộc ở người thầy thuốc, cũng như bị lệ thuộc vào cái thuốc men. Cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Do vậy là khi mà mọi người đến đây rồi thì cái ý thức tự chủ là phải có, mà từ trước đến nay mình đánh mất rồi. Ai cũng nói bây giờ tôi bệnh, tôi alo thầy Châu hả, tôi thấy trên video clip nói hay quá, tôi lại tôi nhận chữa bệnh. Trời đất ơi, tôi đâu có chữa bệnh, tôi chỉ dạy thôi. Nhưng mà có nhiều người không có hiểu, rồi hờn trách thầy tại sao không chữa cho tôi. Nó không phải vì tôi chữa, nếu mà bản thân của tôi chữa thì tôi chỉ chữa được có 1-2-3 người, 10 người, 100 người, 1000 người thôi. Nhưng mà tôi dạy như vậy là hàng triệu người được chữa. Tại vì dù sao ví dụ như cô này còn trẻ nè, bây giờ cô học được cái môn chữa trong cái lớp căn bản mình thôi, mình chữa được khớp gối nè, mình chữa được thần kinh tọa nè, mình chữa được đau vai gáy nè, mình chữa được huyết áp cao nè, mình chữa được xuyễn nè, mình chữa nhiều cái bệnh trong cái thời gian mình học đấy, chỉ có 5 buổi thôi. Thì mình khi mình học mình là được rồi, thì mình về mình giúp cho những cái người trong gia đình mình giúp cho được những người trong hàng xóm, thì mình nhân số nhân lên. Và lần lần mình cũng tập cho ta cái gì biết không? Đó là cái ý thức tự mình lo chăm sóc sức khỏe bản thân, tự mình của mình. Còn cái chuyện mà tôi nói là đau đầu gối, có nhiều người đau đầu gối lắm, không có, đa số là đau đầu gối, nhưng mà để sợ vô ta nói ôi không dám đâu, không dám đâu, bởi vì mình không hiểu, mình không dám làm đúng. Thí dụ bây giờ mình đau gối, mà nếu như mình biết cách là mình miết cái chân của mình, thì khi mình miết cái chân mình thấy cái điểm đau thì cái điểm tắc, thì ở đây người ta nói cái đó là tắc á, bây giờ có cái cách khóa mở
ba tĩnh mạch, thì khi phá rồi thì mình làm mình nghe rất đau, nhưng mà mình biết chắc ở đây ta nói không có hại gì đâu thì mình tự mình làm. Nhưng mà nhà mình làm mình thấy mình đau, mình không dám làm, mình sợ cái có tổn thương gì trong đó không. Nhưng ta đang phải cái ba tĩnh mạch bị tắc, bây giờ mở ra đi, đóng là đi, mở đi, đóng đi. Sau khi mà nó mở đóng xong rồi, chân cẳng mình nó hoạt động lại bình thường. Super. Thấy không? Cái thứ hai là cái gì? Khớp gối mà bị sưng gối, khớp gối đó. Mà khi sưng khớp gối đó, thì đó là một cái hiện tượng bị viêm ở trong đó rồi. Mà nếu viêm đó cái mình cũng nghe trong sách, trong báo ta nói massage đi, rồi sức dầu nóng vô, rồi dán sao lưng bát vô, nó sưng lên thiệt. Cái mình ôi chết cha, trời ơi mình làm sai rồi. Mình lại càng sợ, mình chỉ dựa vào người thầy thuốc, mình không dám tự chủ. Ở đây tao nói không phải đâu, cái đó là sưng dễ làm lắm. Giống như nãy tôi nói anh này, dễ làm lắm. Lấy đá bỏ vô ngăn lạnh cho tôi, thiết là lạnh, rồi chườm thẳng ngay đó. Và khi chườm vô thẳng đó thì nó hết viêm. Mà hết viêm, mà làm sao biết là hết viêm? Là không phải, nó bị phỏng cho nó. Không có hết đau, mà nó bị phỏng ngay cho nó. Nhớ cái này nha, là khi mà mình để đá vô ngay chỗ viêm mà khi nào nó bị phỏng là coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi, không chờ nữa. Tại vì sao biết không? Nó hết viêm rồi thì nó mới bị phỏng, còn viêm chút nào thì nó không có bị phỏng. Cái đặc biệt của cái đá đó là vậy, nó phỏng lên đó. Mà khi mà nó hết phỏng rồi thì lúc đó mình tha hồ vuốt với gì cũng không bao giờ hại nữa, tại vì nó hết viêm rồi. Còn tôi nói một cái đặc điểm nữa của cái chuyện mà học cái này á, làm giãn mao mạch ngoại vi. Nhưng mà cái đặc điểm nữa của cái đá này là giãn mao mạch nội tạng, và nó có một cái kỳ diệu lắm. Cho nên á, tôi nói là sẽ còn phát hiện nhiều điều nữa. Ví dụ như tôi nói một cái chuyện này nè, bây giờ có người đó đặt khớp gối, bây giờ làm sao hết khớp gối? Tôi nói dễ lắm, đừng có đụng tới khớp gối. Mình thứ nhất mình chườm nóng ở ruột gan để cho nó dẫn lưu hết toàn bộ cơ thể. Nhưng mà muốn cái dẫn lưu đó nó đi về đâu thì mình chườm bên kia vào đó. Tức là mình dùng hai cục đá, một cái chườm nóng đây, một chườm nóng cái lòng kia này, thì hai cái nó dẫn lưu nhau, nó đụng vô khớp gối nó điều chỉnh cho mình. Không cần đụng khớp gối mà khớp gối cũng đạt, cũng hết đạt. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.